Thấy dễ chiều hơn. Vâng. Bây giờ anh ngồi xuống đứng dậy thử. Lùi ra sao? Rồi. Rồi thấy sao? Thấy bình thường. À, thấy thoải mái rồi. Vâng. Rồi cảm ơn. Bị đau lưng thì qua quá trình như vậy là được thầy đã hướng dẫn và các giáo viên được thực hiện thì như vậy là trong cái thời gian và thực hành thì mình cũng cảm ơn nó rất nhiều. Và xin cảm ơn thầy và các giáo viên thực hiện ở đây. Năm 1968 thì em bị đau lưng cái này từ tháng 9 năm ngoái. Bây giờ thì mấy hôm nay thì bên đây bấm huyệt là nói chung là chân thì nó và lưng thì nó đỡ đau nhiều rồi, nó nhẹ đi nhiều. Bây giờ thấy thế nào? Đi đến đây làm sao? Nhờ chị đây, chị khai thông mạch máu và bấm huyệt đẹp cho thì em khai là chân và bây giờ nói chung là thấy nó nhẹ hơn nhiều và lưng đỡ đau nhiều. Và kiểm tra cảm ơn thầy và tất cả mọi người ở đây đã giúp đỡ em bấm huyệt và khai thông mạch máu cho em, bây giờ chân em cũng đỡ đi nhiều ạ. Lưng cũng đỡ đau rồi ạ. Thì em cảm ơn. Chào mọi người, tôi là Trần Đức Quận. Râu như trên áp lập đều hòa xét. Nói chung hôm nay đi học cái lớp tập thể liên tâm được các thầy Dư Quang Châu và các anh huấn luyện viên làm và chờ chị. Nói chung là tôi cứ đau lưng và đau căng cái dây thần kinh, cái bắp chân. Nói chung là sau khi làm xong tôi cảm thấy rất là tốt và cảm thấy là thật là hạnh phúc. Và bây giờ là khi mà biết thầy và các anh rất là muộn, tôi thay mặt mọi người cái bệnh ở đây cũng là như tôi cảm bản thân tôi là xin cảm ơn thầy và các anh đã giúp đỡ và truyền những kiến thức để chờ trị bệnh. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.